Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV. Xin được kính chúc cho quý vị có một buổi sáng an lành, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống. Đến với những thông tin mới nhất ngày hôm nay thì Vượng Hạnh xin được cập nhật đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất liên quan tới sức khỏe của cháu Đạt hiện tại vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thưa quý vị. Thì như các quý vị cũng đã biết trong thời gian gần đây có rất nhiều những thông tin mà liên quan có những bài báo cũng đã viết về sức khỏe của cháu Đạt. Nhưng tình hình có như thế thật không thì các quý vị cũng đã biết rồi và cũng đã trực tiếp điện cho bà nội của cháu Đạt và cũng đã biết được những kết quả hiện tại của cháu đúng không ạ? Thì trong bài báo người ta cũng vẫn viết rằng là ngày 31 tháng 3 đó thì có những cái ví dụ như tác động thì là cháu vẫn co chân tay lại thì không có một cái gì nguy hiểm cả. Có rất nhiều quý vị khán giả cũng đã lo lắng khi mà nghe được những thông tin đó, nhưng các quý vị phải biết là bài báo thì họ cũng đôi khi họ cũng giật tít, họ cũng nói nhiều cái nó cũng không đúng so với thực tế. Thì là ngày hôm qua thật sự là một cái ngày mà rất nhiều người nó bình luận và cũng không dám vào xem video vì chỉ sợ là cháu Đạt không có những cái điều tốt thưa quý vị. Nhưng các quý vị yên tâm, bởi vì đây là một trong những cái thông tin mà chúng tôi theo dõi thì có như nào thì cập nhật đến các quý vị như vậy. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay có những cái thông tin rất là mới, rất là vui khi mà tiếp tục cháu Đạt có những biểu hiện nó khả thi hơn. Thì cũng được sự điện thoại cũng để hỏi thăm cái người gia đình của cháu thì cái chân tay của cháu vẫn vậy thôi quý vị. Nhưng đến sáng ngày hôm nay thì cũng có những cái thông tin vui khi mà cái cổ của cháu ấy, quý vị, khi mà cái cổ của cháu cũng hơi cọ quậy được. Đó là một trong cái thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay. Tức là có những lúc là cái cổ của cháu hơi có một chút thôi. Đó thì là những cái câu chuyện mà rất là vui, nó chỉ là những cái hành động nhỏ. Thế nhưng mà để mà nói là nó sẽ đem lại cho các quý vị những cái điều tốt đẹp hơn. Mình biết là quý vị khán giả có rất nhiều người đang lo sợ, có rất nhiều người đang lo lắng khi mà nghe được những cái tin không vui từ cháu Đạt. Bởi vì là rất nhiều quý vị khán giả đang mong chờ cái điều đó, đang mong chờ cho cháu Đạt tỉnh lại để làm gì ạ? Để khiến cho ba cha con nhà kia sẽ phải đền tội thưa quý vị, để cháu tỉnh lại, để cháu có thể kể lại hết những diễn biến sự việc cho nó chính xác hơn, để cho luật sư Thơm có thể có được những cái thông tin nắm bắt để sau này làm việc về phần pháp lý nó sẽ dễ hơn. Nhưng cái thời gian gần đây thì là cái sức khỏe của cháu Đạt ấy, thưa quý vị, là nó vẫn như vậy thôi. Nhưng mà hiện tại trong buổi sáng ngày hôm nay thì tức là vẫn có được những cái cử động hành động nhỏ và tất cả mọi chỉ số đều vẫn rất là tốt, chứ không có vấn đề gì xảy ra cả. Cho nên các quý vị chúng ta cứ yên tâm, không phải lo nhiều về vấn đề đó. Bởi lẽ là bà với mẹ của cháu chăm sóc ở đấy thì quý vị biết rồi, có như thế nào thì chúng ta có thể nắm bắt được ngay. Có những người, có những chị từ Lạng Sơn xuống để mà thăm cháu vì quá thương cháu trong cái hoàn cảnh này, cũng đã xuống để mà hỗ trợ cũng như là xuống để xem tình hình của cháu như nào. Thì hiện tại thì quý vị cũng phải biết là nếu như mà cháu mà không có tiến triển gì thì thật sự bác sĩ người ta cũng nói ngay chứ phải không quý vị, còn nước thì còn tát. Thế nhưng hiện tại là có những cái biểu hiện tốt như vậy thì đương nhiên là trong cái thời gian sắp tới thì chắc chắn một điều rằng cháu sẽ sớm tỉnh lại thôi quý vị. Chỉ còn mỗi cái lý do là cháu bị tác động nó quá mạnh về cái phần não thì là cháu nó gây ra hôn mê quá sâu. Có những người có thể là hôn mê đến 3 tháng, mọi người nhé. Có những người hôn mê đến 3 tháng, nhưng lý do của cháu Đạt này là nó quá sâu. Cái vết thương của cháu nó tác động mạnh quá, nên ra là nó hôn mê sâu, phù nề não rất là nặng. Đấy, chỉ còn mỗi cái não là lo nhất thôi. Thế nhưng mà những cái biểu hiện, ví dụ như là co chân co tay này, đến sáng ngày hôm nay thì có cái phần cổ của cháu hơi ngọ ngoại được một chút. Thế thì chúng ta phải vui chứ quý vị, không có gì phải lo cả. Còn báo họ viết thì kệ họ thôi, chứ còn thực ra là cũng qua báo đừng có đến đâu quý vị. Đôi khi nhằm một đích khác, nó nhiều khi nó cũng để mà đăng bài, quý vị phải hiểu là như vậy. Thì là chúng tôi thì vẫn hay điện cho gia đình, cũng điện cho mẹ cháu không nghe mọi người ạ. Mẹ cháu thì rất ít khi nghe điện thoại, nhưng mà hiện tại thì điện cho bà nội thì bà nội hay nghe và cũng có những cái câu chuyện mà khiến cho tất cả chúng ta đôi khi cũng lo.
Nhưng hiện tại đến bây giờ thì là quá tuyệt vời rồi. Bây giờ thì không có gì phải lo cả, bởi vì đôi khi chúng ta nghe cái câu chuyện linh tinh thì các quý vị cứ lo nhiều. Còn cho đến sáng hôm nay mình điện thì là tất cả là rất là ok, không có vấn đề gì. Cháu hiện tại này tiếp nhận thức ăn tốt này, tiếp nhận rồi là những cái nước hoa quả hay là thuốc này rất là tốt, hay là những cái chỉ số liên quan tới huyết áp, tim mạch. Nói chung là mọi điều nó đều tốt cả, đi tập phục hồi chức năng vẫn gồng mình, vẫn cứ bình thường không sao. Da dẻ cháu rất là đẹp rồi, không có vấn đề gì cả. Đó, thế thì chỉ mong sao là sớm đến cái ngày tỉnh lại thôi quý vị. Cháu tỉnh lại được sớm hơn thì càng tốt, bởi vì là các quý vị khán giả lo, rất là lo trong cái khoảng thời gian này. Mình nói thật với quý vị là mình còn lo hơn các quý vị nhiều, vì mình cũng mong muốn là cho cháu tỉnh lại để mà cho ba cha con nhà kia sẽ phải nhận cái kết cho nó thật là đúng đắn so với cái tội trạng nó gây ra. Qua cái quá trình điều tra rồi sau này sẽ phải chịu tội trước pháp luật, thưa quý vị. Thế còn thì tất cả chúng ta thì ai chả biết là mọi người rất là lo, mọi người rất là thương cháu Đạt như là thương con mình. Trong cái quá trình mà cháu bị thì thật sự là những cái lời mà quan tâm của các quý vị khán giả, nó là một liều thuốc cực tốt cho cháu Đạt. Đó là những cái lời niệm Phật, thật sự là cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì mình cũng nghe được rất là nhiều những thông tin, thì đó là rất nhiều người nói mà chưa thấy một trường hợp nào mà lại được khán giả rồi được tất cả mọi người trong mọi nước quan tâm lâu đến như thế đến cháu Đạt. Đó, từ ngày cháu bị đến giờ là các quý vị ngày nào cũng vào niệm Phật rồi là chia sẻ cũng như là động viên cháu Đạt cũng như gia đình cháu Đạt đến tận bây giờ. Thật sự là cái điều đó thì gia đình cảm thấy rất là vui khi mà nhận được những lời động viên từ quý vị. Thế còn đến bây giờ thì nói thật với quý vị là mẹ cháu cũng quá vất vả rồi. Đấy, mẹ của cháu Đạt vất vả cực kỳ, rồi bà nội, bác Dũng. Thế thì đến thời điểm này thì cũng là gọi là sống đến bây giờ đấy, nói thật quý vị, cháu Đạt sống đến bây giờ là gọi là nó là cái chuyện nó quá là tuyệt vời, nó là một cái điều quá tuyệt vời rồi. Từ cái cách đây 2 tháng rồi hôn mê sâu như thế đến bây giờ về bệnh viện Phú Thọ, các y bác sĩ đã cố gắng chạy chữa đến tận bây giờ, mà cháu hiện tại đang trong cái thời điểm gọi là khá hơn rồi. Thế thì phải nói là cái các y bác sĩ ở bệnh viện Phú Thọ này là quá tuyệt vời. Cho nên tại sao bảo là quý vị mà không chuyển đến Việt Đức, mình nói từ mấy clip trước rồi, chuyển đến Việt Đức thì là bao nhiêu những cái công của các bác sĩ Phú Thọ là coi như là nếu xuống Việt Đức mà vài hôm mà cháu tỉnh thì cái công lao của các bác sĩ ở Phú Thọ thì coi như không có công gì, đúng không mọi người? Cho nên là người ta cũng không muốn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là hiện trạng cứ để như này thì cháu sẽ tỉnh lại thôi, cũng chẳng có vấn đề gì cả. Bây giờ là tác động, ví dụ như bình thường cháu cũng co chân co tay được một chút. Hiện nay thì cái thông tin sáng nay là cái cổ cháu cũng 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 gọi là động đậy được một tí rồi, thì cái điều đó thì cháu tỉnh lại cũng sớm thôi, cũng chẳng có gì mà phải lo. Bây giờ mà chuyển đến bệnh viện Việt Đức thì biết rằng là ở đó các y bác sĩ sẽ giỏi hơn, các máy móc trang thiết bị thì nó sẽ nhiều hơn. Thế nhưng mà thôi, thì những cái công lao của bác sĩ ở bệnh viện Phú Thọ thì tự nhiên nếu mà chuyển đi mà bây giờ cháu vài hôm cháu tỉnh lại thì nó mất công cho bác sĩ quá. Đấy, nó lại mất cái nhiều công lao bác sĩ cứu chữa ở bệnh viện Phú Thọ quá thì người ta cũng cũng cảm thấy buồn, quý vị. Thế thì hiện trạng kiểm tra tất cả mọi thứ thì không có vấn đề gì, nó cũng chẳng có một cái gì mà gọi là nó không có một cái gì gọi giảm đi cả, tất cả mọi chỉ số đều ok, tim mạch rồi là huyết áp rồi đường thở, nói chung là vẫn ok thôi, chưa có cái gì xảy ra cả. Đấy, thế chỉ có duy nhất là mình nói suốt rồi là độc cái não là bị ảnh hưởng nó quá mạnh, là cháu chưa thể tỉnh lại được. Đó, còn chân tay da dẻ hồng hào rồi thì mọi người phải lo cái gì nữa, phải không ạ? Da dẻ hồng hào là đường đường máu nó rất tốt rồi quý vị, nó lưu thông rồi thì là nó hồng hào, da thịt là như thế. Thế còn bây giờ mỗi cái là nó chưa thể tỉnh lại vì hôn mê quá sâu đó. Nên cũng mong quý vị hoan hỉ, chúng ta tiếp tục ủng hộ cho cháu để mà tới đây có thể là cháu sẽ tỉnh lại, và để tiếp tục không để cái sự mong đợi của quý vị khán giả nó sẽ không bị hụt hẫng. Đó là cái điều mà ai cũng mong muốn là như vậy. Thế thì hôm nay thì đó là những cái thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay là Vượng Hạnh cập nhật đến quý vị là như vậy. Thì mong quý vị hoan hỷ tiếp tục cầu nguyện giúp cho cháu Đạt nha, và ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông ủng hộ cho Vượng Hạnh nha.
Xin được cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.